Xin chào anh em và các bác. Hôm nay em lại mới về được một chiếc máy ảnh Canon. Đấy là Canon M10. Lâu lắm rồi em mới về được một chiếc Canon M10 đẹp như này các bác và anh em ạ. Em xin quay khoe cho các bác và anh em biết. Thì các bác và anh em có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đây là chiếc body M10 nhé. Đây, em này còn chất mới nhé. Đấy, các bác và anh em thấy nào. Đấy, quá mới luôn. Đấy, xem còn gì nào. Đây là dây này, đây là sạc này, đây là chiếc len. Len này là len 10 1545 nhá các bác và anh em nhá. Đây, tất cả đều rất chi là đẹp mới. Đấy. Đấy, còn đẹp lắm. Đấy. Còn gì nữa không nào? À đây, đây là cục pin ạ. Ai, đây là sạc, à quên, đây là sách hướng dẫn các bác và anh em nhé. Đây là sách hướng dẫn này. À, cái này cắt vào đây. Đây, còn đây là nhân vật chính của anh em mình. Đấy, còn rất mới. Chiếc Canon M10 huyền thoại đây rồi. Đây, em này thì có màn hình xoay lật cho bác nào làm vlog rất chi là ok. Đấy, lâu lắm rồi em mới về được một chiếc M10 đẹp như này. Đây, em này hàng công ty nhá, Lê Bảo Minh nhá các bác và anh em nhá. Đấy, còn nguyên tem này, mới đét luôn. Đấy, em xin chụp qua mấy kiểu cho anh em và các bác xem. Em này thì em có một cái video test ở trên kênh đấy, các bác và anh em vào xem nhé. Em test bằng, em quay, hôm đấy em quay bằng cái len MF thôi, nhưng mà chất lượng rất chi là đẹp đấy. Các bác và anh em cứ vào kênh tham khảo ạ. Này, các bác, cái con M10 này, cái len này các bác bật lên nhé. Các bác phải xoay cái này, đấy, mới chụp được. Đấy. Này, em chụp cho các bác và anh em xem này, thử nhá, lấy nét xem nhá. Đấy, lấy nét nhanh phết đấy. Đây, đấy. Này, chất lượng được đấy, ok đấy. Này, nét phết đi. Đấy, đấy, đèn flash nữa nào, bật đèn flash lên nào. Đây, ok, có tí flash vào nó nét càng nhiều. À, kinh không, lên kinh phết các bác và anh em ạ. Đấy, à, ok. Này, này em chụp thử nhá. Úi, nét chưa? Đấy, điểm lên nét của nó đây. Đấy, nét căng phết đấy. Đấy. Em này thì ngoại hình và tình trạng cũng như là đồ đạc như này thì em xin phép bán với giá là 4,2 triệu nhé các bác và anh em nhé. Đây, nó có pin sạc này, thẻ nhớ này. Đây, sạc thẻ nhớ này, xem nào, xem thẻ nhớ bao nhiêu ghi nào. Đây, thẻ nhớ 16 GB nhé các bác và anh em nhé. Này, em này trong tầm giá này thì chụp rất chi là ok. Đây, ngoại hình đẹp, pin sạc dây đeo đầy đủ, có cả túi luôn. Đấy, các bác về chỉ việc bằng giá anh đẹp thôi nhé. Đấy, vậy bao nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Em để em này với giá là 4,2 triệu nhé, cho bác nào đam mê và thật sự thiện chí nhé. Các bác có gì thắc mắc cứ comment em phần bình luận nhé, hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại của em là 0982 988 007 nhé.
để biết thêm thông tin và có thể mua em ấy nhé. Hoặc là fanpage của em là thu mua loa đài à, thu mua máy ảnh cũ giá cao nhé, Hà Nội nhá. Vậy các bác có nhu cầu thì liên hệ với em ạ. Thôi em xin phép dừng video tại đây nhé. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Để mỗi khi em ra video thì các bác và anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em ạ. Thôi em xin chào các bác và anh em nhé. Hẹn gặp lại các bác và anh em ở video sau nhé. Bye bye.